Lâu lâu cuối tuần để cho thú vị, cái hai vợ chồng luôn tự đặt ra một cái thử thách là một ngày ăn toàn món hoa. Cùng xem ngày hôm nay của mình có những món nào nha. Đầu tiên là bắt đầu ngày mới với ly cà phê ở tiệm cà phê Ba Lù. Các tiệm nổi tiếng của người Hoa đa phần đều rất là lâu đời, mang những nét hoài niệm cổ xưa. Mình thấy hay là ở đây cà phê được ủ và nấu trong một cái siêu thuốc bắc. Mình có nghe nói là nấu như vậy thì cà phê giữ được độ béo, thơm lâu và không có bị chát. Cà phê ra thì ở đây còn có trà sữa nữa. Mỗi ly thì có giá là 25.000. Kiểu là cà phê vợt cho nên là vị nó sẽ nhạt nhạt, không có quá đậm đà. Giữa hai món thì mình có phần thích trà sữa hơn, vị trà rất là thơm. Uống xong thì mình còn phải mua 2 ly để mang về để dành, tại mỗi lần đi qua cũng hơi xa đó. Rồi tụi mình có chạy qua quán bánh tạt trứng ở trên đường Bà Hạc. Một khay bánh vừa ra lò nhìn mê dễ sợ, mỗi cái bánh thì sẽ có giá là 10.000. Mình thấy ăn khá là ngon, béo thơm nhưng mà không hề bị ngọt. Xong rồi hai vợ chồng chạy qua đi ăn củ tiếu mì sườn lò siêu. Bạn mình người Hoa hay ăn chỗ này rồi khen nhiều lắm. Mình tới là qua giờ cao điểm rồi mà vẫn còn rất là đông khách, trễ một chút xíu nữa là không còn. Đây có cái món trà chanh Hồng Kông, chanh được để riêng cho mình pha chế theo tùy khẩu vị. Vị trà của món này sẽ cực kỳ đậm và chát. Đây thì có mì khô và mì nướng hợp với ba loại nguyên liệu là sườn, cá viên và gà. Nếu mà gọi mì sườn là nó sẽ nguyên tảng như vậy nè. Sườn được hầm rất là mềm mại, cái cá viên này là giống như là cái dạng nhà tự làm cũng lạ lạ, kết hợp với lại sốt chấm là nước mắm gừng. Giá cả thì mình thấy hơi cao so với các tiệm hủ tiếu thông thường, nhưng mà là mặt bằng chung của các quán người Hoa. Buổi chiều tầm khoảng 4 giờ mấy 5 giờ quán cơm mở cửa thì tụi mình đi ăn quán cơm Tiều Châu Tín Vũ. Có nghe nói là quán này mà đi trễ một chút xíu nữa thì sẽ không còn nhiều đồ. Cái này mình không có biết từ chính xác nhưng mà nó giống như là kiểu nấu phá lấu. Dĩa thập cẩm thì có ruột heo, thú linh, bao tử, lưỡi, lỗ tai. Dĩa thập cẩm thì có giá là 150.000. Còn đây là một dĩa hộp vịt kho với lại đậu hũ. Mình còn gọi một dĩa đầy đủ gồm có khổ qua, đậu hũ, cà tím, cà chua, ớt, kiểu nhồi thịt khổ qua cà ớt như mọi người hay nói. Cái này là một phần giò heo mềm, một chén canh khổ qua và một phần phá lấu vịt. Đây thì mình có thể chọn là ăn với cơm hoặc là cháo. Tổng bữa ăn cho 4 người mình nhớ là tầm khoảng 600 mấy 700. Ăn có một chút xíu thôi mà mình thấy khách tới nườm nượp. Tại quán cũng có mà mua về cũng rất là nhiều, cũng như là món ăn cơm hàng ngày. Cái này thì mình cũng không rõ, chỉ thấy vậy thôi. Là đã hoàn thành thử thách một ngày gian toàn món người Hoa. Một ngày trời mưa, tự nhiên thèm ngang tô mì bò Đài Loan nóng hổi. Hai vợ chồng nuôi liền gọi xe và qua khu Thảo Điền để tìm đến một quán ăn đúng vị. Khao Mi In là một tiệm nhỏ, không gian khá ấm cúng, trang trí nhẹ nhàng. Nằm giữa khu biệt thự thì quán này có vẻ khiêm tốn. Nhưng mình có xem qua thấy có nhiều người khen các món ăn vị rất ổn và chuẩn đài. Hình như mở cửa được tầm 4 năm từ hồi 2019. Quán có một góc ngồi ở quầy, thiết kế tiện lợi với chỗ để điện thoại quá tâm lý. Đi ăn một mình muốn quay chụp gì cũng dễ, hoặc là vừa ăn vừa trò chuyện với lại bạn bè. Đi ăn ngày mưa gió lại còn lúc 3 giờ chiều trái giờ nên hai vợ chồng như là bao trọn không gian cái quán vậy đó. Ngoài một mì một cơm thì vợ chồng nuôi có gọi thêm hai món là gà rán Đài Loan và chân giò heo kho. Chưa thử qua vị nhưng mà nhìn hình thức món ăn đã thấy ưng ý nha. Đồ uống thì mình thấy nổi bật nhất là nước chanh mật ong xí muội và trà thanh yên mật ong. Mình kiểu bị mê cái vị thơm của thanh yên zizi nên đường đi đâu có món này là mình luôn chọn. Nhâm nhi trước một miếng gà rán làm nhớ cảm giác tung tăng mấy khu chợ đêm ở bên đài quá. Gà được chiên miếng thịt dày, bên trong mềm mỏng, lớp bột bên ngoài mỏng, vị cay vừa là khẩu vị đặc trưng được yêu thích tại Đài Loan. Thịt chiên cũng không bị động dầu và tứa mỡ. Món chính là tô mì bò Đài Loan thập cẩm đặc biệt với sự hòa quyện của các nguyên liệu là thịt, gân, tổ ong và bò viên. Thường khi ăn mì bò kiểu này, mình thích bỏ thêm nhiều cải chua, giảm độ ngấy và mang lại sự cân bằng cho món ăn. Gân thịt được sắc miếng to, mềm mỏng sau khi đã được hầm chín. Sợi mì tươi ngâm trong nước mì màu nâu nhạt, sóng sánh một lớp mỡ trên bề mặt có vị đậm đà, không phản phất mùi thảo dược. Đọc qua phần giới thiệu thì thấy các công đoạn nấu nước mì này cũng kỳ công đó chứ. Phần cơm ba rọi, lớp đế là một phần cơm mềm dẻo nóng hổi, phủ lên trên là thịt heo, đậu hũ, nấm đông cô, bắp cải luộc, không thể thiếu một ít cải chua và rắc hành phi. Phần thịt ba rọi được sắc miếng nhỏ vừa nạc vừa mỡ, ngấm và đậm vị xì dầu. Món cuối là chân giò heo kho. Tới khúc này là cũng hơi no rồi, nhưng mà chân giò mềm rụt lại rất là hao cơm. Ở Khao Mi In thì mình thấy gần như là không có điều chỉnh biến tấu nhiều mà theo hương vị gốc, nên thật mà nói các bạn không quen với các gia vị nồng mùi thảo mộc thì có thể thấy hơi kén, nhưng nếu mà đã từng ăn qua và tìm kiếm hương vị món đài thì ở đây lại là một địa điểm lý tưởng. Giá món ở đây thì dao động từ tầm khoảng 85.000 cho đến 150.000. Địa chỉ cụ thể nằm ở số 15D đường Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Siêng năng đi ra ngoài ngày mưa gió tìm được một quán ưng bụng quả là không uổng công. Tiếp tục với series ủng hộ quán nhỏ mới mở. Nay hai vợ chồng nuôi chạy qua quận 6, ghé xe bánh cảo Đài Loan Miss Hương Dumpling của bé Julie. Hai chị em thì cũng tình cờ quen biết qua TikTok, rồi có nghe em nó ấp ủ dự định đã lâu nay. Thấy bé bây giờ đã làm được thật sự rất là mừng. Thực đơn món hiện tại cũng rất là đơn giản, chỉ với hai món là bánh cảo và bánh củ cải. Giá dao động từ 30.000 một phần. Chỗ ngồi lại thì kê bàn tạm vì món này dùng cũng nhanh, với thêm chủ yếu là tiệm bán mang về. Bánh thì sẽ được hấp sẵn một lượng vừa phải, canh bán tới đâu làm tới đó. Ăn kèm có ba loại sốt là sốt truyền thống đậm vị nước tương, sốt tứ
xuyên với mùi đặc trưng của xuyên tiêu, nhưng có điều chỉnh lại vị nhẹ thôi, và sốt trong trắng, chua nhẹ mùi giấm. Toàn bộ gần như là do bé Yuli dựa theo khẩu vị của gia đình người Hoa, rồi tìm hiểu thêm để làm ra món. Có thể là không quá chuyên nghiệp do cũng mới chập chững buôn bán, nhưng bánh gạo ở đây mình thấy ăn ổn lắm đó. Không phải là vì bạn bè mà thiên vị, hai loại bánh gạo hẹ và gạo tôm mình đều rất là ưng, nhất là nhân hẹ. Dù lúc đầu mình chỉ gọi thêm cho đủ vị vì thích tôm hơn, nhưng mà thử qua rồi thì phải mua về thêm một bịch. Vỏ bánh thì mềm mịn, không bị dày khô hay là chai bột, chấm qua sốt là vừa ăn. Món bánh củ cải người Hoa cũng rất là lạ miệng. Công tâm mà nói, quán không ở gần trung tâm, mình cũng thấy món ăn chưa thật sự đa dạng và đủ sức hút để chị chạy xe qua đây thử. Nhưng nếu mà các bạn có đi đâu qua hoặc ở gần đây thì có thể có thêm lựa chọn. Với quán cũng có bán mang về, mua về để tự hấp, để dành ở nhà mấy lúc đói bụng cũng tiện lợi lắm. Địa chỉ chính xác là ở hẻm 203 xuyệt 33, đường Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6. Do bé chủ thì còn đi học nên xe bán giờ cũng hơi lộn xộn, là sáng từ 6 giờ rưỡi đến 11 giờ, chiều từ 3 giờ đến 5 giờ rưỡi, và tối thứ 6, thứ 7 thì mới bán trễ thêm một xíu là tới 7 giờ tối. Các bạn tham khảo nha. Nếu lần đầu tiên đến quán này, bạn sẽ bất ngờ khi kêu chủ quán cho xem menu, bởi vì menu sẽ là một hình ảnh chân thật nhất, là một khay đồ ăn sẽ được bưng ra tận nơi để mình xem. Xin chào mọi người, Lan Đang cùng Héo Nưu nha. Chỗ này là lẩu sa tế uyên ương của anh Bò Viên. Lúc trước quán bán ở khu Trần Tấn Khải quận 5, bây giờ dời về 743 xuyệt 52 Hồng Bàng quận 6. Phần lẩu cho hai người của quán thì có giá là 180k, để bao gồm các loại topping trong lẩu, một dĩa rau và một dĩa bò. Lẩu có 3 vị không cay, sa tế và lẩu chua cay. Ra còn có đa dạng mấy chục loại topping khác nhau, đồng giá là 35k. Khi gọi món thì quán sẽ bưng ra hết toàn bộ cái loại topping và mình sẽ chọn cái loại mình muốn ăn. Mình thấy một phần lẩu bình thường gọi thêm 2-3 dĩa topping là cũng đủ no nê. Bữa nay thì hai vợ chồng cũng muốn ăn thử nhiều món nên gọi hơi nhiều. Cả nước sâm thì tổng cộng tầm khoảng 380. Sa tế đây, sa tế nhà làm nhìn khá là hấp dẫn mà ngon. Nước lẩu sa tế cây mình gọi thì đậm mùi thơm và nồng, còn có thêm vị béo nhẹ bùi bùi của đậu phộng. Và lẩu được thiết kế vừa vặn cho hai người, đặt trên một cái bếp, xung quanh còn có đồ trắng lửa nên nước lẩu đúng là cũng sôi sùng sục. Mấy ngày mà trời se se lạnh thì ăn cái nước lẩu này là đúng bài. Mấy loại topping mình ăn và khá ấn tượng đó là mực ủ tro. Mực ủ tro bên đây cực kỳ giòn và thơm đậm mùi mực. Đậu hũ phô mai cũng best lắm, phô mai cheddar chảy ra bên trong rất là thơm, rất là thiếu sót nếu không nhắc đến món tương chấm của quán. Mình nghĩ là tương ở đây chắc quán cũng tự làm, vì tuy là tương đen nhưng vị rất là khác, nó không có bị nồng mùi. Khi chấm cái loại topping thì cảm thấy rất là dễ chịu và đưa miệng. Thêm vài ba muỗng sa tế cay cay của quán nữa là đúng bài. Chủ còn ngẫu hứng làm thử món mì xào tương và mời tụi mình. Đúng là cái vị tương nó đã ngon sẵn cho nên khi xào mì thì nó càng đưa và tăng thêm hương vị nữa. Chỉ là mì xào tương cùng vài ba cọng giá mà ăn không dừng được luôn.